Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo sale đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý anh chị mua hai sản phẩm giá trị còn là 300k. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và vâng, sản phẩm đầu tiên sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu đen. Em này là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản với mã là A122, chiều dài là 72 và sau là 73, ngang là 48 và vai sẽ là 43cm. Em này có size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg, các bác có thể yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm này. Và với thiết kế tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, quý chị có thể là lựa chọn mình sử dụng mặc với tất cả các trang phục khác nhau đều rất là phù hợp. Và em này thì sẽ là chất liệu cốt tông này, độ mới cũng rất là cao, mã A122. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo với tông màu đen luôn. Em này thì sẽ là cách điệu một chút để các bác có thể là coi kỹ này những cái chi tiết của sản phẩm. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Nike. Nike thì được biết đến là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới. Em này thì sẽ có mã là A123, chiều dài là 72 và ngang là 52, cũng là size L luôn. Các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg, yêu thích cái tông màu đen, yêu thích những sản phẩm tông tối màu, các bác có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình cái sản phẩm này của nhà Nike, mã A123. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu đỏ mận này. Cho bác nào yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một chút, mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của nhà Polo Spirit, mã sản phẩm là A124, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 54 và vai là 51cm. Em này thì cũng là size L luôn, đó quý chị thường mặc size L, hoặc là các bác có cân nặng xung quanh khoảng là 65 đến 70kg thì chúng ta có thể là yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, mã A124. Mọi thông số thì quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình, nhà sành Đồ Si đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa ra những sản phẩm sao cho nó vừa bạn nhất với số đo cơ thể của mình. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Đây là một thương hiệu thời trang rất là lâu đời của Mỹ. Em này có mã là A125, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 52 và vai thì sẽ là 46cm, size L này. Các bác chúng ta xung quanh khoảng là 65 đến 70kg là yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này luôn, một con áo chính hãng của nhà Polo by Ralph Lauren. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một thiết kế áo với tông màu đen, một sản phẩm đến từ nhà Polo Sport, cũng là Polo by Ralph Lauren luôn. Và em này thì sẽ là chất liệu 100% cốt tông này. Đây các bác có thể là coi một chút các cái thông tin người ta đính luôn ở bên trên cái phần tem mác, gia công và sản xuất thì sẽ là tại Hồng Kông. Mã sản phẩm sẽ là A126, chiều dài sẽ là 68 và sau là 72, ngang là 54 và vai thì sẽ là 50cm. Nó là sẽ là một thiết kế áo với tông màu đen rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng, và đặc biệt là với những sản phẩm áo polo nó sẽ là những cái thiết kế áo có cổ rất là lịch sự nhã nhặn, nên là các bác có thể lựa để mặc đi chơi đi làm cũng được luôn. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm nữa của nhà Polo by Ralph Lauren. Em này có mã là A127, chiều dài là 72 và sau là 77, ngang là 50 và vai thì sẽ là 44cm, size L này. Bác chúng ta từ 65 đến 70kg thì có thể được cho em này. Còn với cái tông màu xanh than thì nó cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều rồi, nên là các bác chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn khi mà lựa chọn. Tuy nhiên em này chúng ta sẽ bị lỗi một chút, nó sẽ có một cái lỗ thủng nhỏ ở bên trên cổ áo này. Nếu như mà các bác bỏ qua được cái lỗi nho nhỏ này của sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si mã A127. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một sản phẩm áo polo với tông màu ghi sáng, lại là một sản phẩm của nhà Polo by Ralph Lauren luôn. Em này thì sẽ có mã là A128, chiều dài là 65 và sau là 71, ngang là 45 và vai thì sẽ là 39cm. Size của sản phẩm là size M, cho quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65kg các bác có thể lựa chọn. Trên ngực áo thì chúng ta sẽ có một cái hình thêu logo của nhà Polo by Ralph Lauren. Em này độ mới cũng rất là cao. Bác nào yêu thích cái tông màu ghi, yêu thích cái tông màu xám, các bác có thể là lựa ngay cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo với tông màu xanh lá.
một sản phẩm chính hãng đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu này. Đây là một cái thương hiệu thời trang của Mỹ và chuyên về những cái dòng hàng từ cận cao cấp đến cao cấp, nên là các bác hoàn toàn yên tâm lựa chọn những sản phẩm của nhà Polo by Ralph Lauren. Em này thì sẽ có mã là A129, chiều dài là 65 và sau là 72, ngang là 48 và vai là 43 cm. Em này cũng size M luôn này, các bác thường mặc size M hoặc là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg thì có thể lựa cho em này. Chất liệu thì là chất cốt tông rất là dày dặn, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm luôn. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một thiết kế của nhà Polo by Ralph Lauren, mã sản phẩm sẽ là A130, chiều dài sẽ là 61 và sau là 65, ngang là 49 và vai là 44 cm, size M cho quý chị có cân nặng xung quanh 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa cho em này. Em này thì sẽ là một sản phẩm với tông màu xanh nước biển. Đây là cái tông màu nó rất là trẻ trung và cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Đặc biệt là các bác nào mà chúng ta yêu thích những sản phẩm suông trơn đơn giản thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý chị này. Mã sản phẩm sẽ là A130. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu đỏ mận, cũng là một thiết kế của nhà Polo by Ralph Lauren. Em này có mã là A131, chiều dài là 59 và sau là 64, ngang là 45 và vai thì sẽ là 42 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size S dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 55 đến 60 kg thì các bác có thể lựa cho em này. Nhìn chung thì cũng đều là những cái sản phẩm thiết kế basic tối giản để cho quý chị chúng ta dễ sử dụng. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo với tông màu đỏ rất là sáng này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút, chúng ta có thể là cân nhắc lựa cho em này. Một sản phẩm của nhà Polo Club, mã sản phẩm là A132, chiều dài là 65 và sau là 67, ngang là 46 và vai là 41 cm. Em này thì cũng là size M luôn, quý chị có cân nặng xung quanh 60-65 kg thì yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Ngực áo thì sẽ có logo và tên của nhà Polo Club được thêu ở bên trên. Đặc biệt em này là một sản phẩm có độ mới cực kỳ cao, nên là các bác chúng ta cũng nhanh tay chúng ta lựa chọn mã A132. Tiếp theo, nhà sành đồ si sẽ được giới thiệu đến quý chị một con áo polo với tông màu xanh nhạt. Em này sẽ là họa tiết kẻ ngang, độ mới cũng rất là cao này. Đặc biệt là bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm có cái độ dày dặn vừa phải thôi, chúng ta mặc trong mùa hè năm nay vừa đảm bảo là lên đúng chuẩn chỉnh form dáng. Cái thứ hai nữa là nó thoáng mát dễ chịu để chúng ta mặc trong cái thời tiết nắng nóng thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mã A133, chiều dài là 61, ngang là 50 và vai sẽ là 45 cm. Em này là size SO, các bác chúng ta xung quanh 60 kg là yên tâm vừa mặn với cái sản phẩm này. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu ghi. Em này thì sẽ có mã là A134, chiều dài của sản phẩm là 64, ngang là 50 và vai thì sẽ là 42 cm. Cũng là một sản phẩm có size S luôn, các bác xung quanh khoảng 55 đến 60 kg thì có thể lựa cho em này. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Uniqlo thì là một thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Các bác nào thường xuyên theo dõi nhà sành đồ si là chắc hẳn biết đến cái thương hiệu này luôn. Và bác nào yêu thích tông màu ghi cũng như là những sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Độ mới của em này cũng còn rất là cao này, và cái chất liệu của sản phẩm thì sẽ là chất vải cốt tông dày dặn và cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã A134. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo polo với họa tiết chấm bi. Em này cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo luôn. Mã sản phẩm là A135, chiều dài là 64, ngang là 46 và vai là 40. Em này size S này, bác nào thường mặc size S hoặc là các bác có cân nặng nằm trong khoảng từ 55 đến 60 kg thì các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Chất em này rất là đẹp luôn, nó sẽ là cái chất liệu không nhăn và các bác giặt giũ thoải mái cũng không lo chất liệu của mình nó bị bay, bị nhão hay là cái bề mặt vải nó bị xù. Và bác nào yêu thích tông màu áo, yêu thích cái họa tiết chấm bi nữa thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Mã A135. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một cái thiết kế nó gần như tương tự cái sản phẩm vừa rồi. Có điều em này thì nó sẽ là họa tiết kẻ sọc, cũng là một con áo đến từ nhà Uniqlo luôn. Mã A136, chiều dài là 60, ngang là 46 và vai là 41. Em này cũng là size S này. Form dáng nó sẽ hơi ôm một chút, nên là bác nào mà chúng ta yêu thích những cái form gọn gàng lịch sự thì có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Mình có thể là mặc hàng ngày ở nhà cũng như là các bác mặc đi chơi, đi làm, đi đâu cũng được luôn. Cái tính năng ứng dụng của những sản phẩm áo polo nó cũng rất là cao. Và mình sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế của Kansai Yamamoto, đây là thương hiệu của Nhật Bản. Mã sản phẩm là A137, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai thì sẽ là 41. Em này size M này, quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể lựa cho em này. Thiết kế họa tiết kẻ sọc cũng là một con áo rất là trẻ trung và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác lựa em này chúng ta mặc đi chơi đi làm,
và mã sản phẩm là A137. Và độ mới của em này thì lại còn rất cao nên là hy vọng các bác cũng không bỏ qua cái sản phẩm này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo polo với tông màu nâu. Em này thì sẽ có mã là A138, chiều dài là 79 và sau là 82, ngang là 54 và vai thì sẽ là 52. Em này size L này, quý chị chúng ta thường mặc size L hoặc là quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg các bác có thể lựa cái sản phẩm này cho mình. Chúng ta có cái thông số của chất liệu sản phẩm nó sẽ là 100% chất liệu là cốt tông. Và mã sản phẩm thì sẽ là A138. Quý chị có thể là coi qua một lần nữa này toàn bộ form dáng cũng như là cái họa tiết chi tiết thiết kế của cái sản phẩm này. Độ mới rất là cao. Còn về chất liệu thì các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn, nhà sành đồ xin bao chất cho mình. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang đến từ thương hiệu GAP. Đây là thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là A139, chiều dài là 70 và sau là 73, ngang là 50 và vai thì sẽ là 43cm. Sản phẩm này có size M, các bác từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích những sản phẩm mặc lên nó trẻ trung năng động thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất liệu của mình cũng là chất liệu cốt tông. Em này thì sẽ là cốt tông pha với cả polyester. Đó, mã sản phẩm là A139. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu ghi cũng đến từ nhà Gap GAP luôn. Mã sản phẩm là A140, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 53 và vai thì sẽ là 45cm. Em này thì sẽ là size SO này, nó tầm là size SO đến size M. Các bác chúng ta cứ xung quanh khoảng là 60kg là các bác mặc em này đẹp nhất luôn. Và đặc biệt là bác nào mà yêu thích những sản phẩm suông trơn đơn giản, những cái thiết kế tối giản nữa thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác này. Mã A140. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo tông màu xanh nhạt. Em này là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm là A141, chiều dài là 65, ngang là 5, ngang sẽ là 45 và vai thì sẽ là 40. Em này size S luôn. Các bác chúng ta có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn em này. Form dáng rất là chuẩn chỉnh này và cái độ mới của sản phẩm cũng rất là cao. Với chị nào yêu thích những sản phẩm trẻ trung năng động có thể lựa chọn sản phẩm này của nhà Uniqlo, mã A141. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo với tông màu xanh than, một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích lựa chọn. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Mizuno. Đây chúng ta có cái logo của nhà Mizuno được thêu ở bên trên vai áo. Em này thì sẽ có mã là A142, chiều dài sẽ là 64, ngang sẽ là 49 và size áo của mình sẽ là size M. Một con áo có cái những cái thiết kế kẻ ở cổ áo cũng như là tay áo này, thiết kế rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Các bác lựa em này mặc đi chơi đi làm thì rất là hợp lý luôn. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta cứ yên tâm, chất rất là đẹp và cái độ mới của sản phẩm này cũng rất là cao này. Mã A142, một sản phẩm chính hãng của Mizuno. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo với tông màu ghi đậm. Em này cũng là một thiết kế của thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là A143, chiều dài là 63, ngang là 50 và vai thì sẽ là 42cm. Size của sản phẩm sẽ là size M cho quý chị xung quanh khoảng 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Nhìn chung cái tông màu thì nó sẽ là cái tông tối màu thôi nên sẽ rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã của sản phẩm thì sẽ là A143. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm có thể là liên hệ chốt đơn với sành đồ xinh. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo polo với tông màu đen. Mình có cái thiết kế logo của thương hiệu được thêu này rất là nét luôn. Mã sản phẩm là A144, chiều dài là 61 và sau là 63, ngang là 50 và vai thì sẽ là 43cm. Em này có size M, bác nào yêu thích tông màu đen và có cân nặng nằm trong khoảng từ 60 đến 65kg thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này cho mình. Tiếp theo thì sẽ là một con áo đến từ nhà Uniqlo và em này thì sẽ là một sản phẩm áo tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A145, chiều dài là 66, ngang thì sẽ là 47 và vai thì sẽ là 41cm. Size của sản phẩm này là size M này, các bác có thể là coi qua một chút cái form dáng của sản phẩm cũng như là các cái chi tiết mặt trước mặt sau. Em này form dáng thì nó là form suông thôi nhưng mà nó sẽ hơi ôm một chút. Các bác mặc em này lên thì nó cũng rất là gọn gàng lịch sự. Đó, mã sản phẩm là A145. Quý chị coi trên live đã thấy là cái sản phẩm này của mình độ mới rất là cao rồi. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo polo với tông màu đỏ. Em này thiết kế suông trơn đơn giản, một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã A146, chiều dài là 67, ngang là 50 và vai thì sẽ là 44cm. Size M này, quý chị thường mặc size M và là quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65kg có thể lựa ngay cho mình sản phẩm này. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái tông sáng màu, những cái tông màu nổi bật rực rỡ, lựa em này mặc cũng rất là ok luôn. Mã A146.
chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo của Uniqlo với tông màu hồng và họa tiết kẻ sọc. Lại gần một chút để quý chị có thể là tự mình chúng ta quan sát được cận chất cận màu cũng như là các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Em này sẽ có mã là A147, chiều dài là 66, ngang là 49 và vai sẽ là 44 này. Sản phẩm này của mình cũng là size M luôn và em này độ mới rất là cao. Cái tông màu này nó cũng rất là trẻ trung và không kén người dùng, nên là các bác tự yên tâm chúng ta lựa chọn sử dụng em này mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, mã A147. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo của nhà Uniqlo được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A148, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai là 42, size M luôn. Để các bác có thể là quan sát toàn bộ cái form dáng của sản phẩm, em này sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Một con áo chính hãng của nhà Uniqlo với chất liệu của mình là chất vải cốt tông. Các bạn yên tâm là cái độ bền của sản phẩm rất là cao và các bác giặt rũ máy giặt thoải mái cho mình, không lo sản phẩm bị bay bị nhão hay là cái bề mặt vải nó bị xù. Mã sản phẩm là A148 này. Các sản phẩm ngày hôm nay cũng được sale rất là sâu rồi, chỉ có 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và các mua hai sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k thôi, và quý chị còn được free ship trên toàn quốc nữa, nên là các bác chúng ta cũng nhanh tay chúng ta lựa chọn các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều các sản phẩm xịn sò này. Em này cũng là một thiết kế của nhà Polo by Ralph Lauren luôn, tông màu xanh nước biển. Mã sản phẩm sẽ là A149, chiều dài là 60 và sau là 68, ngang là 49 và vai sẽ là 46cm. Em này size M. Các bác nào chúng ta thường xuyên mặc size M và các quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho mình sản phẩm này. Form suông rộng rãi thoải mái. Mã sản phẩm sẽ là A149. Mọi thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm nữa của nhà Polo by Ralph Lauren. Em này thì sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm sẽ là A150, chiều dài sẽ là 62 và sau là 67, ngang là 50 và vai thì sẽ là 44cm này. Nhìn chung thì cũng đều là những cái thiết kế rất là basic đơn giản để quý chị chúng ta có thể là dễ sử dụng, các bác phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Mã sản phẩm là A150 cho một thiết kế chính hãng đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con áo tông màu rất là trẻ trung. Và mã sản phẩm sẽ là A151, chiều dài của sản phẩm là 63 và sau là 67, ngang là 48 và vai là 41cm. Với sản phẩm này thì sẽ là size S này. Các bác có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn em này. Cũng là một cái thiết kế rất là hợp lý để các bác lựa mặc đi chơi đi làm. Form dáng con này thì nó sẽ hơi ôm một chút, thì là các bác chúng ta cân nhắc lựa chọn. Bác nào mà yêu thích cái form nó gọn gàng lịch sự thì có thể lựa chọn em này, mã A151. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế áo với tông màu xanh than, họa tiết kẻ ngang. Và đây là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm sẽ là A152, chiều dài là 65 và ngang thì sẽ là 45 và vai thì là 41cm. Size S này, các bác từ xung quanh khoảng là 55 đến 60kg thì có thể lựa chọn em này. Và em này cũng là một sản phẩm form tương đối ôm luôn, nên là bác nào mà yêu thích cái form gọn gàng lịch sự thì chúng ta lựa mặc em này cũng được này. Cái tông màu thì nó sẽ là cái tông tối màu, tông màu trung tính, các bác phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mã sản phẩm là A152. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu ghi sáng. Em này rất là đặc biệt ở chỗ là cái phần cổ áo nó sẽ là thiết kế khóa kéo, nên là sẽ rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Còn về chất liệu thì các bạn yên tâm này, chất cực kỳ đẹp luôn. Mã sản phẩm là A153, chiều dài là 64, ngang là 55 và vai là 48cm. Em này là size MO này, các bác có cân nặng khoảng là xung quanh 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Cái phần lai áo nó sẽ là hơi bo lại một chút như này, nên là các bác chúng ta mặc lên nó vừa thoải mái mà nó lại còn vừa gọn gàng lịch sự cho mình. Mã A153, một thiết kế rất là hợp lý để các bác có thể lựa mặc hàng ngày cũng như là các bác lựa mặc đi chơi đi làm luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu ghi. Em này thì sẽ là một sản phẩm rất là lịch sự nhã nhặn này. Mã sản phẩm sẽ là A154, chiều dài là 63 và sau là 64, ngang là 56 và vai sẽ là 43cm. Em này size SO, các bác xung quanh 60kg là mặc em này rất ok luôn. Với tông màu ghi này thì cũng là một trong những cái tông màu được quý chị lựa chọn sử dụng rất là nhiều, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà chúng ta lựa chọn em này, vì nó là cái tông màu mà các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Còn về chất liệu các bác yên tâm, nó là chất vải cốt tông dày dặn, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Mã A154. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo polo với tông màu trắng này. Em này thì sẽ có mã là A155, chiều dài là 61, ngang là 48 và vai là 40. Em này size M, các bác có cân nặng từ 60
đến 65kg có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là bác nào yêu thích những sản phẩm tông sáng màu, đặc biệt là tông màu trắng nữa thì lựa em này rất là ok luôn. Với cái tông màu trắng này thì nó cũng là cái tông màu rất là phổ thông thôi, các bác phối chung với tất cả các trang phục với những màu sắc khác nhau luôn. Chất liệu thì cũng là chất vải cốt tông dày dặn này, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình, và độ mới của em này lại còn rất là cao, mã A155. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo cũng là cái tông sáng màu, em này thì sẽ lại gần một chút để các bác có thể là coi cận chất cận màu cũng như là các cái chi tiết thiết kế của sản phẩm. Mã sản phẩm là A156, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai thì sẽ là 47cm. Size M này, quý chị thường mặc size M hoặc là quý chị có cân nặng từ trong khoảng 60 đến 65kg các bác có thể lựa chọn em này. Độ mới rất là cao và cái form dáng của mình nó lại là cái form suông rộng rãi thoải mái. Chất liệu thì các bác yên tâm đảm bảo với quý chị, các bác nhận hàng này về chúng ta rất là ưng ý cái chất liệu của sản phẩm này, và cái chất liệu của nó thì sẽ rất là hợp lý để các bác mặc trong mùa hè năm nay, nó rất là thông thoáng này và cái độ thấm hút mồ hôi thì cũng cực kỳ tốt luôn. Mã A156. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Kawashi. Mã sản phẩm là A157, chiều dài là 62, ngang là 48 và vai là 43cm. Em này là size SO, một sản phẩm áo polo với tông màu trắng, một con áo rất là cơ bản basic thôi. Bác nào mà yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành được gì. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo họa tiết kẻ ô vuông đến từ nhà Toroi, và cái tông màu của sản phẩm nó sẽ là thiết kế tông màu ghi đậm. Mã sản phẩm là A158, chiều dài là 57, ngang là 49 và vai thì sẽ là 44cm. Em này size SO này, các bác có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn em này. Đây cũng là một cái sản phẩm nó rất là nhã nhặn, nhẹ nhàng và để cho các bác có thể mặc hàng ngày cũng như là các bác lựa mặc đi chơi đi làm. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế áo với tông màu xanh dương, cũng là một sản phẩm đến từ nhà Polo. Đây là thương hiệu thời trang được ra đời năm 1890 và cái chất liệu sản phẩm của mình sẽ là 100% chất liệu cốt tông. Mã sản phẩm sẽ là A195, chiều dài là 74 và sau là 79, ngang là 60 và vai là 52cm. Em này là size 2XL nên là quý chị có cân nặng từ 75 đến 80kg các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Trước ngực áo thì sẽ là một cái logo của nhà Polo này, nó thêu rất là nét ở bên trên ngực áo luôn, nên đây sẽ là một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là xịn sò trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn mã A159. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu đen này, thiết kế suông trơn đơn giản, một sản phẩm đến từ thương hiệu Zara. Mã sản phẩm là A160, chiều dài là 74, ngang là 48 và vai là 43cm. Size của mình sẽ là size L dành cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg, các bác có thể lựa chọn em này. Một thiết kế áo suông trơn đơn giản, rất là dễ mặc dễ dùng, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn, mã A160. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với cái tông sáng màu. Em này thì sẽ có mã là A161, chiều dài là 70 và sau là 76, ngang là 57 và vai thì sẽ là 51cm. Em này sẽ là size XL này, ra xa một chút để các bác có thể là quan sát được toàn bộ form dáng cũng như là các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Nhìn chung thì đây cũng là một thiết kế suông trơn đơn giản, rất là basic để quý chị có thể mặc hàng ngày cũng như là các bác mặc đi chơi đi làm. Quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 70 đến 75kg, yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã A161. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo phối màu cũng rất là đẹp luôn. Em này có mã là A162, chiều dài là 62, ngang là 48 và vai là 43cm. Size của sản phẩm sẽ là size S cho quý chị có cân nặng xung quanh 55 đến 60kg, các bác có thể lựa chọn. Mặt đằng sau sẽ là thiết kế trơn, đằng trước phối màu rất là đẹp luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Fila, mã sản phẩm là A162, và mọi thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ gì, mã A162. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta theo dõi hết phiên live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.